Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài Chính Phúc Âm theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy trong nhóm biệt phái có người tên là Nicodemo, một đầu mục của người Do Thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa ủy phái đến, vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó. Chúa Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời thì chẳng ai được thấy nước Chúa. Nicodemo thưa Chúa rằng: Một người đã già làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao? Chúa Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Vì sự gì bởi huyết nhục thì là huyết nhục, và sự gì bởi thần linh thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe tôi nói rằng các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu. Mọi kẻ sinh bởi thần linh cũng vậy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa anh chị em, tin mừng Thánh Gioan sáng hôm nay chúng ta vừa nghe có một cuộc đối thoại giữa ông Nicodemo và Chúa Giêsu. Dung mạo của ông Nicodemo cho chúng ta thấy tinh thần của ông, một người thuộc đầu mục của người biệt phái, là người đứng đầu và là thủ lãnh của dân Israel. Tại sao ông đến tìm Chúa vậy? Tại sao một người đầu mục Do Thái lại đi tìm Chúa vậy? Ông là một nhà trí thức thông thạo kinh thánh, ông là người đã thành đạt, thành danh, có địa vị cao trong Israel, có những đặc quyền trong xã hội. Ông đến tìm Chúa, ông đến với Chúa để làm gì? Ông đã nghe danh Chúa Giêsu rất nhiều rồi, ông thấy những phép lạ của Chúa Giêsu làm cũng rất nhiều rồi. Ông đến với Chúa, nhưng mà chúng ta thấy trong tình thế, ông để duy trì danh thế của mình, ông không dám công khai đến với Chúa, mà chỉ đến gặp Chúa vào ban đêm để người ta không trông thấy, để khỏi bị phiền phức. Nhìn bên ngoài một con người công danh thành tội rồi thì không còn gì để mất, chẳng cần thêm gì nữa. Nhưng đối với Nicodemo, xét thêm chúng ta thấy ông có lòng khao khát, khao khát sâu xa nơi tâm hồn về ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời. Ông đã tìm Chúa, ông đã nghe biết giáo lý của Chúa và quan sát những việc Chúa làm. Với lý luận tự nhiên là Thiên Chúa hiện diện nơi con người mang danh Giêsu, ông đã mở đầu cuộc đối thoại: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến, và vậy chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng Thầy. Chúng ta thấy Nicodemo đã nhận định về Chúa Giêsu là như vậy là đúng. Với một thái độ như thế, Nicodemo không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Nhưng điều mà cái nhìn phàm trần cho là lợi, cho là đúng, thì lại trở thành một cản trở. Bởi vì muốn hiểu biết mọi sự, cho nên Nicodemo chưa được chuẩn bị đón nhận mầu nhiệm mà ông thắc mắc. Ông thắc mắc ý nghĩa về việc sinh ra, một người đã già thì làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra? Chúa Giêsu phải chuẩn bị thêm cho Nicodemo và long trọng xác quyết với ông rằng để theo Chúa, con người không thể dựa vào hiểu biết hoặc lý lẽ khôn ngoan của con người, nhưng cần phải được biến đổi bởi nước và Thánh Thần, cần phải khiêm tốn lãnh nhận ơn Chúa và vâng phục sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, phải chịu phép rửa tội, phải trở nên con cái của Chúa thật sự, thì lúc đó chúng ta mới thuộc trọn về Chúa. Mọi người chúng ta là những người Kitô hữu đây, là những người đã thuộc trọn về Chúa, đã lãnh nhận phép rửa trong ơn tái sinh bởi nước và Thánh Thần. Chúng ta hơn Nicodemo nhiều. Chúng ta đã làm được những gì xét lại về đời sống của chúng ta?
Chúng ta có nhận ra tình yêu cứu độ của Chúa trong những ngày chúng ta mừng đại lễ phục sinh không? Cho nên xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi và làm cho chúng ta được sinh lại trong Chúa Giêsu phục sinh, và xin cho đời sống của mình có một thái độ khiêm tốn để lãnh nhận sự thật do Chúa mặc khải và can đảm làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh sống của mình, dù chúng ta tội lỗi, dù chúng ta bất toàn. Hãy tin tưởng và phó thác vào Chúa Giêsu phục sinh trong cuộc sống của mình để đòi xin cho chúng ta luôn biết thay đổi đời sống của chúng ta nhiều hơn. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hẳn chúng ta đã biết Nicodemo là một người vị vọng trong dân Do Thái. Ông kính phục và dành cho Chúa Giêsu nhiều cảm tình tốt đẹp. Ông muốn tìm hiểu thêm về giáo lý của Ngài, nhưng sợ vì người Do Thái dị nghị, ông không dám tìm gặp Chúa vào ban ngày, nên đã tìm gặp Chúa vào ban đêm. Và trong cuộc trao đổi thân mật ấy, Chúa Giêsu đã đề cập tới sự cần thiết phải lãnh nhận bí tích rửa tội để được ơn cứu độ. Ngài nói với ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Thánh Augustino đã diễn tả một cách rất ý vị về vấn đề này như sau. Đối với chúng ta, có hai ngày sinh nhật. Một ngày chúng ta được sinh ra cho trần gian, còn một ngày chúng ta được sinh ra cho nước trời. Một ngày chúng ta được sinh ra cho xác thịt, còn một ngày chúng ta được sinh ra cho tinh thần. Một ngày chúng ta được sinh ra bởi người cha và người mẹ, còn một ngày chúng ta được sinh ra bởi Thiên Chúa và Giáo hội. Một ngày chúng ta được sinh ra làm con cái sự chết, còn một ngày chúng ta được sinh ra làm con cái sự sống. Một ngày chúng ta được sinh ra dưới gông cùm tội lỗi, còn một ngày chúng ta được sinh ra dưới sự giải thoát khỏi gông cùm ấy. Người Kitô hữu được tái sinh bởi nước và thần khí qua bí tích rửa tội. Nước ân sủng, nước từ trái tim con Chúa đổ ra tẩy rửa tội nghiêng tổ và tội riêng trong quá khứ, được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong màu nhiệm vượt qua, đồng thời tham dự quyền lợi và bổn phận thi hành ba chức năng của Đức Kitô: ngôn sứ, tư tế, vương đế. Còn thần khí tiếp tục thánh hóa, thúc đẩy linh hồn sống chân lý cho thăng hoa đến mức hoàn thiện trong nước trời. Quý ông bà và anh chị em có thể tham khảo thêm về bí tích rửa tội tại sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo từ các số 1213 đến 1284. Làm người Kitô hữu được nhận lãnh thiên chức ngôn sứ từ khi chịu phép thanh tẩy, nhưng trong chúng ta được mấy ai khắc sâu vào lòng mình ơn trọng này và hiểu biết nó cho thấu đáo, để làm cho nén bạc hồng ân sinh lợi dồi dào. Sự thờ ơ bơ trễ đức tin đáng buồn như một thứ bệnh dịch truyền đời từ dòng máu nhiễm tội nghiêng tổ để lại, dẫn tới đời sống kém đạo đức, khô khan hay cuồng nhiệt đi tìm chính mình trên đường về với Chúa. Những ai có hồn tông đồ và khát vọng trọn lành không thể chối cãi thực trạng này nơi chính mình và nơi một số đông anh em. Không hiểu biết thiên chức, ơn gọi, sứ mạng được trao ban có giá trị và quan trọng như thế nào, làm sao biết trân trọng và quý hóa nó. Nói chi đến việc thi hành nó cho sinh ra hoa trái nước trời. Hãy học biết để biết mình là một ngôn sứ. Hãy khát vọng dấn thân trở nên một tông đồ đích thực, làm cho lời tình đã ngỏ được tỏ với nhân gian, cho ân ban không còn bị chôn giấu dưới lớp vỏ yên hàng vốn có. Hãy thao thức ra đi tự cõi lòng. Đức tin đòi buộc người tín hữu xem việc thực hiện thiên chức ngôn sứ như một sứ mạng cao cả, đã được Thiên Chúa Ba Ngôi trao ban qua lời dạy của Chúa Giêsu. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Ý thức vai trò của mình trong sứ mạng được trao ban này, Thánh Phaolô đã khẳng khái tuyên bố: "Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng, cùng chung hưởng dòng máu thanh tẩy, cùng nếm trải tình yêu vô bờ của mối tình thập giá Chúa Kitô. Mọi tín đồ công giáo có trách vụ xem sứ mạng ngôn sứ như màu cờ sắc áo linh thiêng mà chính mình đã thời hứa dấn thân. Ngày qua ngày hãy loan báo ơn người cứu độ, cởi cho muôn dân biết người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của người. Sứ mạng làm ngôn sứ thiêng liêng và cao quý biết bao. Làm ngôn sứ, ta nói về Thiên Chúa, một Thiên Chúa độc tôn, y danh lẫy lừng, chủ thể các thần minh. Thiên Chúa tác sinh nên vạn vật hữu hình và vô hình, nắm trong tay Ngài sự sống chết mọi loài với quyền toàn năng tuyệt đối. Thiên Chúa ba ngôi nhưng duy nhất, nhân hậu yêu thương lạ lùng mà cũng công thẳng đến kinh sợ. Ngài ngự trên cao vời vợi cõi nhiệm màu, xong lại hiện diện tại lòng người. Làm ngôn sứ, ta rao giảng lời Chúa, đem ánh sáng chân lý, xua đi bóng tối tâm, phủ trùm nhân loại tự ngàn đời. Ta truyền thông lời ánh sáng, lời sinh lực làm rạng ngời lên những đôi mắt tâm linh mù lò, mở những đôi tai còn phong kín, cho tâm hồn hớn hở đón tin mừng cứu độ và nghe yêu thương rót vào lòng. Làm ngôn sứ, đem lời phiền năng giải phóng những linh hồn chịu xích xiềng giam hãm trong ngục tù tội, đưa đến sự chết của Satan, cho vinh quang phục sinh mang niềm hạnh phúc thỏ lòng bừng lên giữa cõi đời đau khổ, vô vọng, nơi phận người từng cúi đầu khuất phục trước lưỡi hái của tử thần. Chúng ta rao truyền lời phân cách tâm với linh, cho lý trí kiềm cương xác thịt, tinh thần phúc âm thống lĩnh và thăng hoa những dục vọng đơi hèn. Làm ngôn sứ, chúng ta đem lời tha thứ, xua tan lầm lỗi, nói lời tình yêu hàn gắn những con tim tan vỡ bởi đau thương hận thù. Có lúc ta nói lời chẳng phát thanh âm, song hương thơm thánh thiện hiền bí dậy men tình cứu độ, đem lại an bình và hạnh phúc cho muôn triệu linh hồn. Mang thiên chức ngôn sứ ở nơi mình, thi hành nó ta lại biến đổi chính mình, hoàn thiện hòa tan đời mình vào nguồn ơn cứu chuộc. Từ thân phận con người mang án tử, ta có quyền hy vọng reo vang khúc hát phục sinh vinh hiển khải hoàn. Từ địa vị kiếp phù sinh tháng ngày vắng quậy, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong. Chốn xưa mình ở cũng không biết mình, ta trở nên bất tử, ngời vinh quang tràn trời hạnh phúc, được chuộc về nhờ giá máu chiên con. Thân tù bị xích xiềng bao năm trong tội, ta ngỡ ngàng cất tiếng hát vang. Khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ, văng văng ngòi miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Bấy giờ trong dân ngoại người ta bàn tán, việc Chúa làm cho họ vĩ đại thay, việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin thần khí biến đổi chúng con thành khí cụ bình an, mang lời Chúa đến tha nhân. Amen. Ra đi từng gieo lấy Chúa đến cho mọi người, bằng đời hy sinh khiêm nhường, bằng đời bác ai từ nơi trần gian, cho con hiền lành dù có nguy nan, kiên trì bác ái chứng nhân nước trời. Ra đi tung gieo lời Chúa đến cho mọi người, dù bao gian
trên đường, dù vương muôn nơi hiểm nguy. Ra đi tung theo lời Chúa đến khắp mọi nơi, để cho chi tâm muôn người nhận biết chính vua tình thương. Cho con hân hoan mãi mãi trung kiên, nên tông đồ Chúa giữa nơi trần gian. Cho con hiên ngang dù có nguy nan, kiên trì bác ái chứng nhân nước trời. Nẻo đường là lời chân lý muôn đời, là lời chan chứa tình thương. Hân hoan ca vang lời Chúa đến cho mọi nơi, để quên ghét ghen hận thù, cùng vui sống trong bình an. Cho con hân hoan mãi mãi trung kiên, nên tông đồ Chúa giữa nơi trần gian. Cho con hiên ngang dù có nguy nan, kiên trì bác ái chứng nhân nước trời. Cho con hân hoan mãi mãi trung kiên, nên tông đồ Chúa giữa nơi trần gian. Cho con hiên ngang dù có nguy nan, kiên trì bác ái chứng nhân nước trời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khởi đầu tuần thứ hai mùa phục sinh, giáo hội cho chúng ta nghe trình thuật lời Chúa, khai mở chương 3 sách Tin Mừng Gioan, thuật lại cuộc đàm đạo của Đức Giêsu với Nicodemo. Trong nhóm Pharisêu có một người tên là Nicodemo, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Theo tác giả Tin Mừng thứ tư, Nicodemo là một thành viên của Thượng Hội đồng và là người đã lên tiếng bênh vực Đức Giêsu cách gián tiếp khi Thượng Hội đồng âm mưu bắt người. Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Ông cũng chính là người đã cùng với Giuse Arimathê tháo đanh và tán xác Đức Giêsu. Ông đã để ý quan sát và đưa ra nhận xét về Đức Giêsu không giống như các người Pharisêu khác. Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Lời nhận xét này của Nicodemo tựa như lời nhận xét của anh mù từ lúc mới sinh mà tác giả Tin Mừng thứ tư ghi lại trong chương 9. Xưa này chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm gì được. Nicodemo hẳn là người thành tâm thiện ý đi tìm sự thật, nhưng chưa có thánh thần để giúp ông hiểu lời Đức Giêsu nói và để can đảm tin vào người. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu nói với ông về sự hiện diện cần thiết của thánh thần. Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong mùa phục sinh và nhất là trong đêm vọng phục sinh, giáo hội nhắc nhớ và mời gọi chúng ta đào sâu ý nghĩa của bí tích thánh tẩy. Nhờ bí tích này, chúng ta đã được tái sinh hoàn toàn. Sự sống đang hoạt động trong tâm hồn chúng ta chính là sự sống của Thiên Chúa. Nhờ tác động của Thánh Thần, chúng ta được một sức sống mới, một tâm hồn mới, một cái nhìn mới, một lối nghĩ mới. Giống như cảm nghiệm của Thánh Paulo,
Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Vì thế, là những Kitô hữu đã lãnh nhận phép rửa, đã được tái sinh bởi nước và thần khí. Chúng ta được kêu mời sống theo thần khí, sẵn sàng và vui mừng chịu đau khổ vì danh Đức Giê-xu, sẵn sàng chịu những thiệt thòi ở hạ giới để chỉ tìm kiếm vinh quang cùng hạnh phúc nơi thượng giới. Không còn sống theo xác thịt với những toan tính trần tục, nhưng là sống theo thần khí với nhãn quan thượng giới để được lại tất cả ở đời sau. Hãy để cho sự sống đó được làm mới lại và được lớn lên từng ngày. Hãy để thần khí của đấng phục sinh nâng chúng ta lên cao, để chúng ta được thực sự là những người được sinh ra bởi ơn trên. Lạy Chúa, thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Xin tuôn đổ thần khí Ngài trên chúng con, giúp chúng con thấu hiểu và sống theo sự hướng dẫn của thần khí. Amen. Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Nicodemo. Qua cuộc đối thoại này, Chúa giải thích cho ông Nicodemo, một người biệt phái, hiểu được ý nghĩa của việc tái sinh. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng cho ông ta biết giá trị và mục đích của việc tái sinh là để được làm con Chúa và để vào nước trời. Ông là một thủ lãnh Do Thái. Ông có địa vị, có học thức cao, là thành phần của công nghị được mọi người kính nể. Nghe lời giảng dạy, chứng kiến những phép lạ của Chúa Giêsu làm, ông cảm phục, ông tin nhận Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa. Để tránh sự dòm ngó của những người Do Thái, một lần kia trong đêm khuya, ông đến gặp Chúa Giêsu. Nghe những lời hay, chứng kiến những phép lạ,
Nếu mỗi một người chúng ta thích tai vui mắt thì chẳng có ích lợi gì. Nếu bản thân chúng ta không thay đổi để trở nên tốt hơn, giảng dạy và phép lạ chỉ là phương tiện thôi, còn nước trời mới là đích cho chúng ta bước tới. Nhưng làm thế nào để đạt được nước trời? Trong cuộc đàm đạo với ông Nicodemo, Chúa Giêsu đã chỉ một cách thức rất cụ thể để vào nước trời là phải tái sinh. Ông Nicodemo chỉ hiểu tái sinh theo nghĩa xác thịt, tức là cách nào mà người đấy già rồi mà lại có thể sinh ra lại một lần nữa. Chẳng lẽ người đấy đi vào trong lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra? Ông không hiểu việc tái sinh theo nghĩa siêu nhiên mà Chúa Giêsu đề nghị. Đấy là tái sinh bởi nước và thần khí, nước và thánh thần. Để là người, chúng ta được sinh ra từ lòng mẹ. Để trở nên con người, chúng ta được cha mẹ dạy dỗ, giáo dục, nhà trường và xã hội đào luyện chúng ta. Nhưng để trở thành con của Chúa, chúng ta phải được sinh ở trong thánh thần nhờ bí tích rửa tội. Và qua bí tích rửa tội, chúng ta được Chúa cho chúng ta sống đời sống siêu nhiên. Như thế, để làm người và để nên người, chúng ta phải được sinh ra theo lối tự nhiên. Nhưng để là con Chúa, trước tiên chúng ta phải được sinh ra trong siêu nhiên bởi nước của bí tích rửa tội và bởi thánh thần Thiên Chúa ban xuống ơn lành. Nhờ tái sinh có bí tích rửa tội, chúng ta được Chúa tha thứ tội lỗi, được làm con Chúa, được gia nhập vào trong hội thánh, được trở nên tạo vật mới, mặc lấy Chúa Kitô và được kêu mời để nên ánh sáng giữa trần đời. Chúa Giêsu đã chết để tiêu diệt sự chết và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng ta. Vì thế chúng ta được Chúa kêu mời để chết đi cho con người cũ bất toàn tội lỗi, để sống lại cho con người mới hoàn hảo được tái sinh trong Chúa. Ơn của bí tích rửa tội hay hồng ân của đại lễ phục sinh luôn nhắc chúng ta điều này, mà mỗi một người chúng ta cảm thấy hạnh phúc vì được Chúa Giêsu dắt chúng ta đi vào hồng ân vô giá này. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khởi đầu tuần thứ hai mùa phục sinh, giáo hội mẹ cho chúng ta nghe trình thuật tin mừng khai mở chương 3 sách tin mừng Gioan, thuật lại cuộc đàm đạo của Đức Giêsu với Nicodemo. Trong nhóm Pharisêu có một người tên là Nicodemo, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Theo tác giả, Nicodemo là một thành viên của Thượng Hội đồng và là người đã lên tiếng bênh vực Đức Giêsu cách gián tiếp khi Thượng Hội đồng âm mưu bắt người. Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Ông cũng chính là người đã cùng với Giuse Arimathê tháo đanh và tán xác Đức Giêsu trong hàng đá. Nicodemo đã để ý quan sát và đưa ra nhận xét về Đức Giêsu không giống với các người Pharisêu khác. Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Lời nhận xét này của ông tựa như lời nhận xét của anh mù từ lúc mới sinh trong chương 9. Xưa này chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì. Nicodemo hẳn là người thành tâm thiện ý đi tìm sự thật, nhưng chưa có thánh thần để giúp ông hiểu lời Đức Giêsu nói và can đảm tin vào người. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu thảo luận với ông về sự hiện diện cần thiết của Thánh Thần khi người nói với ông: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa
Nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong mùa phục sinh và nhất là trong đêm vọng phục sinh, giáo hội nhắc nhớ và mời gọi chúng ta đào sâu ý nghĩa của bí tích thánh tẩy. Nhờ bí tích này, chúng ta đã được tái sinh hoàn toàn. Sự sống đang hoạt động trong tâm hồn chúng ta chính là sự sống của Thiên Chúa. Nhờ tác động của Thánh Thần, chúng ta được một sức sống mới, một tâm hồn mới, một cái nhìn mới, một lối nghĩ mới, giống như những cảm nghiệm của Thánh Phaolô. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Vì thế là những Kitô hữu đã nhận lãnh phép rửa, đã được tái sinh bởi nước và thần khí. Chúng ta được kêu mời sống theo thần khí, sẵn sàng và vui mừng chịu đau khổ vì danh Đức Giê-xu, sẵn sàng chịu những thiệt thòi ở hạ giới để chỉ tìm kiếm vinh quang cùng hạnh phúc nơi thượng giới. Không còn sống theo xác thịt với những toan tính trần tục, nhưng là sống theo thần khí với nhãn quan thượng giới để được lại tất cả ở đời sau. Lạy Chúa, thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Xin tuôn đổ thần khí Ngài trên chúng con, giúp chúng con thấu hiểu và sống theo sự hướng dẫn của thần khí. Amen. Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, xin biến đổi cuộc đời con, để tim con không còn khô heo, để đời con như mùa xuân đến thăm tình yêu mến. Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi đôi mắt con. Mắt con là cửa tâm hồn, bao nhiêu cám dỗ đêm ngày phơi bày ra trước mắt con. Cho con nhìn thấy Chúa đang nhìn con, Chúa đang chờ con, yêu con trong tình phút giây. Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, xin biến đổi cuộc đời con, để tim con không còn khô heo, để đời như mùa xuân đến thăm tình yêu mến. Mỗi lần con dược Chúa, xin biến đổi miệng lưỡi con, biết bao lời lẽ gian tà tung ra ở nơi môi miệng, cho đời thêm nỗi đắng cay. Xin thương gìn giữ để môi miệng con nói lên tình trong sự thật với cuộc đời con, để tìm con
còn khô heo, để đời con như mùa xuân đến thắm tình yêu.